Yo, what's up YouTube? Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình xin tự giới thiệu, mình là Peso Snacker. Channel của mình chưa làm về snacker, thời trang cũng như đời sống. Mình cũng đã nói channel của mình chưa làm về snacker. Thì cũng đã lâu, khá là lâu rồi mình không có một đôi giày nào mới. Nhưng mà hôm nay thì em trai ruột của mình có một đôi giày mới, là mình đã mượn nó để review. Và mình thấy đôi giày này cũng khá là hay, và cũng là một đôi giày mà mình muốn có trong bộ sưu tập của mình. Và các bạn hãy cùng xem, đấy là đôi giày nhá. Lego. Đây là một đôi giày mà hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn. Đấy chính là đôi Air Jordan 3 International Fly, hoặc có thể gọi là Charity Game. Và mình sẽ giải thích một chút qua về đôi giày này nhá. Sẽ nói một chút qua về lịch sử của cái đôi Air Jordan 3 Charity Game này, và tại sao nó có một cái tên đấy. Thì như các bạn biết, Air Jordan 3 có rất rất nhiều phối màu huyền thoại. Như những phối màu là YSMN, một phối màu rất là OG, rất là đẹp, mà mình cũng thích cái đôi giày đấy. Hoặc là cũng như là phối màu Black Salmon, và phối màu tiếp theo chắc là phối màu Royal Blue. Đây chính là cái đôi giày được release tiếp đó cho Charity Game. Và đôi giày này đã được Michael Jordan mang trong một trận đấu từ thiện mùa hè được tổ chức bởi Magic Johnson. Và thực chất thì cái đôi giày này ấy, nó các bạn thấy là nó mang một cái phối màu mọi người gọi là một cái phối màu USA, tại vì nó có màu xanh này ở phần đế này, màu đỏ này và màu trắng ở toàn bộ thân giày. Và gần như cái màu chủ đạo chủ yếu của đôi giày này chính là màu trắng, nó gần như cả màu trắng sữa thì phải. Và mình thấy là đôi giày này có một cái phối màu, một cái colorway nó kết hợp với nhau cực kỳ hoàn hảo ăn ý, như trên những cái phối màu khác như kiểu là Black Cement hoặc White Cement đó. Nó đã đẹp như nào rồi thì cái đôi giày này mình có thể gọi là màu đôi các bạn nên cop, các bạn must cop ở trong cái bộ sưu tập của bạn. Thân giày ấy thì được làm bằng tumble leather. Chi tiết quá quen thuộc ở trên đôi giày này như kiểu là cái chỗ elephant print ở phần mũi cũng như phần gót. Và đằng sau chúng ta cũng có hình của Jumpman. Yeah, không phải là những cái đôi giày OG khác thì nó có sẽ có chữ là Nike Air, nhưng đây là một hình Jumpman khá là nổi bật. Đôi giày này không có gì quá đặc biệt, chỉ là khác về colorway cũng như một số chi tiết nhỏ ở trên này. Biết là đôi giày này chính được là Michael Jordan mang, thế nên là nó cũng có được một cái chữ ký của Michael Jordan ở phần bên này. Và mình cũng sẽ nói qua là lẽ ra cái bản release này sẽ không có chữ ký của Michael Jordan, sẽ là chỉ là một chiếc giày như này thôi, và ở trên bên trái sẽ không có chữ ký của Michael Jordan. Nhưng mà Nike hình như là chắc là hiểu được tâm lý của những cái sneakerhead, nên là đã để cái chữ ký của Michael Jordan này vào. Và chúng ta lại cảm thấy đôi này có một ý nghĩa hơn khi bạn cóp được đôi giày này, như kiểu là có được chữ ký của thần tượng ấy. Ai ấy, mình cũng rất muốn có chữ ký của người đó thì right. Nike đã làm rất tốt ở cái chi tiết này, ở cái chi tiết chữ ký này của Michael Jordan. Và một đặc điểm nữa mà mình cũng rất thích là nó có hình những cái ngôi sao ở trong này. Sô bên trong thì làm bằng màu đỏ. Và mình thấy là một đôi giày này có một kết cấu khá là hoàn hảo, không còn gì để chê hơn ấy. Khi mình on fit thử đôi này ấy, wow, mình thấy là cực kỳ êm, tại vì nó khác cái cảm giác mà các bạn đi những đôi Air Jordan 1. Và mình thấy size đôi này là mà các bạn nên đi là 2 to size. Thấy đôi này nó có cái bộ đệm bên trong khá là dày, các bạn có thể thấy. Và mình xỏ vào cực kỳ êm luôn, lẫn cả công nghệ E cũng như là cái phần đệm bên trong này, nó rất là dày. Oh my god, không còn từ gì để nói nữa. Và yeah, những cái chi tiết bé bé ở đây thì nó là cái chấm màu đỏ như này, cái lỗ để các bạn xỏ dây vào, và có những cái điểm màu xanh đây và cái phần nhựa ở đây. Và khi mình tìm hiểu trên mạng ấy thì rất nhiều người không thích đôi giày này, mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mà chắc là ok, do ý kiến mỗi người đấy mà. Nhưng mà mình được thấy đôi giày này không quá là trash quá, mà mình thấy nó ổn mà. Và đôi giày này mình thấy nó không bị hype quá, vì mình cũng có thể kiếm dễ dàng những cái deal giá là cũng khá là ổn, gần như là giá bằng giá retail luôn. Thì mình thấy là không bị hype quá là các bạn có thể mua đôi này về và để trong bộ sưu tập của mình cũng khá là ổn. Nếu như các bạn nào mà chưa có những đôi như kiểu White Cement, Black Cement or Royal Blue hoặc cả Katrina, cũng có thể cop đôi này về để trong bộ sưu tập mình có thêm một đôi Air Jordan 3.
Và mình thấy đôi này cũng rất ý nghĩa nữa, là đôi này mang biểu tượng là cho cái trận đấu từ thiện của Michael Jordan mà. Thế nên là các bạn nên có đôi giày này ở trong bộ sưu tập của mình. So, đấy là tất cả những cái ý kiến cá nhân của mình về đôi Air Jordan 3 International Fly, hoặc có thể gọi là Charity Game này. Và các bạn hãy nhớ like, share and subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nếu như mà lượng subscriber lên đến 1.000 subscribe thì mình sẽ mở một cái giveaway nhỏ nhỏ dành cho mọi người. Và đừng quên cái chuông bên dưới để có thể nhận thông báo những cái video mình ra sớm nhất có thể. Ok, so peace.